Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, trong những năm gần đây, ngành gia cầm nước ta đã đạt được sự tăng trưởng ở mức khá cao, sản lượng trứng sản xuất hàng năm không ngừng gia tăng, từ hơn 8,8 tỷ quả năm 2015 tăng lên hơn 16 tỷ quả vào năm 2020. Bình quân tăng trưởng về sản lượng trứng của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020 đạt 12,67% một năm, cao hơn 4 lần so với mức tăng trưởng bình quân toàn cầu trong cùng giai đoạn. Theo nhận định của các chuyên gia, với dân số sẽ tăng trên 100 triệu dân, tiềm năng về thị trường tiêu thụ trứng của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc giao dịch quanh mức 38.000 đến 44.000 đồng 1 kg. Nhìn chung tuần này, giá heo hơi miền Bắc giảm sâu tới 7.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên cũng giảm mạnh từ 1.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Hôm nay giao dịch mức cao nhất đạt 48.000 đồng 1 kg. Còn tại miền Nam, giá heo hơi duy trì mức giao dịch quanh ngưỡng 41.000 đến 44.000 đồng 1 kg. Tuần này, giá heo hơi miền Nam cũng biến động mạnh từ 2.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 10, trên 3,2 triệu người nhận tiền hỗ trợ đợt 3, trong đó các quận 3, quận 5, quận 10 và quận Phú Nhuận đạt tỷ lệ chi trên 90%. Như vậy, với trên 5,9 triệu người đã được thẩm định và phê duyệt, sau 9 tháng, các địa phương tiến hành chi tiền hỗ trợ, tỷ lệ đạt trên 50%. Gói hỗ trợ thứ 3 dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 10. Hiện địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người thực sự khó khăn, mất việc, không có nguồn thu nhập nào khác. Sau ngày 10 tháng 10, số người này được cập nhật xét duyệt chi tiếp đợt sau. Trường hợp không có giấy tờ tùy thân, nếu có xác nhận lý do mất của cơ quan công an vẫn được giúp đỡ. Ngoài ra, hơn 600.000 người lưu trú tạm hoặc mới đến thành phố chưa kịp đăng ký tạm trú cũng nhận được giúp đỡ lần này. Theo đại diện Vietnam Airlines, các đường bay mở bán vé từ hôm nay mùng 10 tháng 10 và ghi nhận nhiều chuyến bay nội địa đã đầy chỗ hơn 80%. Các chuyến bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Huế, Hà Nội và Đà Nẵng được hành khách đặt chỗ nhiều nhất, gần như kín chỗ trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10. Giá vé chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa là 3,5 triệu đồng mỗi lượt. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội, Đà Nẵng có giá 2,4 triệu đồng. Các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Quảng Nam, Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng đặt chỗ đang tăng lên. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm từ ngày 10 đến 20 tháng 10 năm 2021 sẽ có 19 đường bay với tổng số 38 chuyến một ngày.